sạm y đằng quá tâm mê buồn nhàn sa quá khá già quá hàng hồ túc. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Dạ, con đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Con kính cảm ơn ngài Trị Đức đã truyền tâm quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Phước báo trong sạch nào con đã tạo được ra trong ngày hôm nay, con kính dâng lên ngài Trị Đức cùng với quý sư, và con cũng kính dâng đến bà quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống, phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và con cũng xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Và giờ đây cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài Trị Đức. Nam mô Bụt Hài Nha. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ đại đức Phật Thầy, chào cô tu nữ như pháp, chào Sik Mita đại hữu Karuna, Sik Vương Mộng, Sik Dung Phạm, Sik Thiên Lạc, Sik Kim và Sik Giờ Mèn. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 172. Và trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arang Tathai Gato Lo Kutamu Sapagaru Hiche Thakku Loka Sasatha Chanadam Maku Vido Vanda Mahantang Narapu. Chánh này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não quay chân, vô thượng giác ngộ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảnh cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ quý giá tá sa sa thú nô lô ca nóng mình thả sa quý nà ca rô cô thấp bánh nhu bút thấp bất tí phù tí sanh nhá tù hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo vi nhân vạn, như lai soi sáng vẹt mạng vô minh, phá tan làm đặc thiền sinh đầy hạ tật khổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp hoàng, đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô chú ca ta sa sa quát cô xích kha chú ca mô quát ra thầm ma xích kha cô niềm đà với sân xa đi á nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná ra cô. Chân này giác cần tăng bảo thinh văn vật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần sa liệt thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất là nát tây gia tê chê nát sách khà mê ê thú quá tha năng ta xà bí à nút hòa huề nát xá hạ xà dê em nát sách chặt tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Hài Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 172. Vô chấp búp bề ba mắt chích tòa, vô chấp búp bề ba mắt chích tòa, vô chấp búp bề ba mắt chích tòa. Số 2. Bát cha sô nắp ba mắt cha tí, bát cha sô nắp ba mắt cha tí, bát cha sô nắp ba mắt cha tí. Bây giờ ôn lại hai câu này.
Bồ chấp búp bề chấp mắt tuà bách ba mắt chát ti Dù chấp búp bề ba mắt chích tuà bách chà sù nắp ba mắt chát ti Dù chấp búp bề ba mắt chích tuà bách chà sù nắp ba mắt âm và đoán âm là như vậy thì trong chúng ta chỉ cần hai câu và hai câu là chúng ta có thể là nắm vững bài kệ đó có dài chúng ta chỉ biết hai tám hai câu cuối cũng xong đã nói tám một bài bốn câu ha mà có dài đi nữa thì chúng ta cũng biết hai câu mà thôi vô bé ba mà trình tua bình cha su nắp ba mánh cha tì vô trong bước bé ba mà trình tua cha su nắp ba mánh cha tì tua bình cha su nắp ba mánh cha tì rồi quý vị thấy dễ ha không có một câu tám từ à, cho nên trong cái lối kinh cũng như dòng kệ dễ nhưng mà số hai nó không phải là trường âm à, cho nên nói về dòng kinh thì đây là một bài khó số bốn ô còn nghe không sôm lô căng bác pha xê tí sô măng lô căng bác pha tí sô măng lô căng bác pha xê tí và câu cuối cùng ấp pha mút tô quá chanh đi mà ấp pha mút tô quá chanh đi mà ấp pha mút tô quá chậm đi mà rồi bây giờ ôn lại câu ba câu bốn ha so măng lô căng ba hoa xê tí ấp pha mút tô quá chậm đi mà so măng lô căng ba hoa xê tí ấp mút tô quá chậm đi mà sô măng lô căng ba pha xê tí ấp pha mút tô quá chanh đi mà ôi theo giọng kệ sô măng lô căng ba pha xê tí ngầm pha mút tô quá chanh đi mà số măng lô căng ba xê thì ngầm pha môn tố qua chân đi mà số căng căng ba pha xê thì ngầm pha môn tố qua chân đi mà rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới dòng kinh và dòng kệ ha như bài cho sư không mai thấy mến chào sư không mai đi học trẻ vô chấp bút bề ba mắt chích tòa bách cha sô nắp ba mắt chích tí hồ măng lô cần bắt hoài xê tí áp và mút tô quách tí mạng
cha búp bê bằng bạch chít tua bạch cha su nắp bấm mắt chết tí su măng lô căng bắp hoa xê tí ấp và mút ô quá chanh đi mà đọc lại nữa vô cha búp bê bấm mắt chít tua bắt con bắp hoa xê tí ấp và mút ô quá chanh đi mà thứ hai nó là một đoạn âm cho nên quý vị không có hơi dài thì quý vị nghĩ tự do âm và kéo dài ra tức hơi kéo dài ra rồi nghỉ chứ không phải tới trường âm rồi quý vị coi như nghỉ liền nếu mà tới trường âm mà nghỉ liền thì chúng ta nghe cái trường âm đó nó giống như đoạn âm ha. Rồi vậy là chúng tôi đã trình bày xong một hơi. Bây giờ quay lại chỗ cho bố bé ba mà chinh chú hoàng bành cha xô nắp ba mạnh cha tỷ ô măng lô căng ba pha xê tí ngâm pha mô tô qua chanh đi mà vỗ cho bấm bé ba mắt trên tòa bành cha xô nắp ba mắt cha tìm số măng lô căng ba ngâm pha mô tô qua chanh đi mà thêm một lần nữa vỗ cho bố bé ba ma trên tổ ông bành cha số năm ba mạnh cha tìm ông băng lô căng bao ba xe tâm tâm mô tô qua chân đi mà ai sống trước buông lung sống không phóng dật cửa sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Rồi bây giờ chúng ta thấy có hai bàn tay đưa lên đưa bài lên trước và mời quý vị sau ai mời Sik Mita và Sik Kim. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Đờ Men. Dạ, cảm ơn cô Nhung. Cảm ơn cô Hồng Mai, cô Kim. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu nghe âm thanh tốt. Hết cũng đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, đảnh lễ Ngài Đức, cùng chị Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 172. Vô cha búp bê ba mắt chích tòa bạch cha sô nắp ba mắt cha tí sô măng lô căng ba pha xê tí áp pha mút cô quá chanh đi mà. Dạ, con xin phân tích. Vô trường âm thông thường cha đoạn âm búp trường âm ứng B trường âm thông thường ba đoạn âm mắt chích là hai trường âm nhấn toa trường âm thông thường bách trường âm nhấn cha trường âm thông thường xô trường âm thông thường nắp trường âm nhấn bá năm mắt trường âm nhấn cha tí hai đoạn âm vô cha búp bê ba mắt chích toa bách cha xô nắp ba mắt chất và tích tiếp câu ba và câu xô trường âm thông thường măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm lô trường âm thông thường căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá đoạn âm pha xê là hai trường âm thông thường tí đoạn âm ấp trường âm nhấn pha trường âm thông thường mút âm nhấn tô trường âm thông qua đoạn âm trường âm b
đi đoạn âm ma trường thân thường. Sô măng lô căng bá pha xê tí áp pha mút tô chanh đi ma. Con đọc lại từ đầu. Vô chấp búp bê ba mắt chích tòa bách gia sô nắp ba mắt chá tí sô măng lô căng bá pha xê tí áp pha mút tô quá chanh đi ma. Vô cha búp bê ba mắt chích tô cha sô nắp ba mắt chá tí sô măng lô căng bá pha xê tí áp pha mút tô quá chanh. Mà trước sau sống không phóng dật, chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô cha búp bê ba mạch chích tòa bạch cha sô nắp ba mạch cha tì sô măng lô căng ba pha xê tì ập pha mô tô qua chanh đi mà. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử ở đài Chính Pháp Cú số 1-2. Dạ. Cảm ơn cô Mít Cà với cô Đờ Men cho âm thanh nghe rõ. Có hai người nghe rõ thôi. Dạ, hôm nay nó cảm ơn vậy ba người nghe rõ là đủ rồi. Dạ, con xin cảm ơn. Ê, Nhân Phạm nữa, bốn người. Vậy là tốt rồi. Ủa, bữa nay không thấy khóc nguồn ngầu cai cha. Khóc nguồn cai chưa vô. Để coi, không biết nữa. Cái gì chả bệnh có nhiều việc lắm. Còn phải làm công. Dạ, con xin trả bài Kinh Pháp Cú 172. Vô cha búp bê mắt mắt tòa tổ nát phá mắt cha tí sô măng lô căng phá bà xê tí áp phá tổ quá chanh đi mà. Vô mắt mắt vô cha búp bê ba mắt chích tòa phát cha nát pha mắt cha tí sô măng lô khăn pha pa xê tí áp pha múc tô quá chanh đi mà. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, búc trường âm ngắn, bê trường âm thông thường, đá đoạn âm, mắt chích hai trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, hai chữ F rồi bốn chữ một cắt đến lần chữ nhỏ. Phân tích câu số 2, bắt trường âm ngắn, cha cha tô nắp âm ngắn, bá đoạn âm, nắp trường ngắn. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô chá bắp bề bá mắt chích tòa phát chà sô nắp phá mắt chá tí sô măng lô căng phá bà xê tí áp phá múc tô quá chầm đi mà. Vô chá bắp bề bá mắt chích tòa phát chà sô phá mắt chá tí sô măng lô căng phá bà xê tí áp phá múc tô quá chầm đi mà. Phân tích câu số 3, sô trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đô giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha xê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, câu cuối cùng áp trường âm ngắn, tha trường âm thông thường, múc trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chanh trường âm ngắn, dí đoạn âm, ma trường âm thông thường.
Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Soang lô ca pha se ti áp pha mô quá chành đi mà. Yo chắc bắp đề phá mắp chích tòa phát cha so nắp phá mắt cha ti so măng lô càng phá pha se ti áp pha mô quá chành đi mà. Yo cha pháp đề pa mắt chích tòa phát cha so nát pa mắt cha ti so mang lô càng pa ba se ti áp pa múc tổ quá chành đi mà. Yo cha pháp đề pa mắt chích tòa phát cha so nát pa mắt cha ti so mang lô càng pa ba se ti áp pa múc tổ quá chành đi mà. Yo pháp đề pháp cha số nạp tha mất cha tì số mang lô khăn pháp ba sẽ tì áp tha mục tổ qua chân đi mà. Ai sống trước buồn lùng sao sống không phóng dật, chối sáng được đời này như chăng thoát mây che. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú số 172. Xong rồi. Các đờ men Nhung Phạm và cô Bích Trà cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân, còn nước cà phê nên nước trà nó uống, còn cho ly kem ăn nữa. Trời ơi, bữa nay trời nắng đi ăn kem ngon lắm. Cảm ơn. Nhưng không như vậy là được đâu. Còn xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử coi con có đọc sai cái gì không cho con biết để con sửa. Dạ con xin cảm ơn, dạ con xin mời. Hình như Hồng Mai có tiếp không? Hồng Mai lâu quá không thấy vô, bây giờ lâu lâu vô một lần. Chúc Hồng Mai khỏe mạnh nha. Dạ con chúc quý vị trong đạo tràng được an vui và may mắn. Con xin trả mắt ạ. Dạ sở thủ cô Kim ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Kính đảnh ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, kính lễ ngài Trí Đức Sư Phước Thánh. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn tràng. Con xin ôn bài, con xin cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu âm thanh nghe rõ. Con xin ôn. Yo cha búp bê pa ma chít tòa bắc trà sô nắp pa ma cha ti sô măng lô căng pa pha se tí đồ quá chân lý mà. Ai sống trước buông lung được đời này như trong thoát của Thích Minh Châu. Câu 2. Về ba mã chít tòa bắc trà sô nắp ba mã tí vô trường âm thông thường trá đoạn âm búp âm nhấn b trường âm thông thường âm mát chít hai trường âm nhấn toa trường âm thông thường bắc trường âm nhấn cha trường âm thông thường nắp trường âm nhấn đoạn âm mát trường âm nhấn trá ý hai đoạn âm yo cha búp bê ba ma chít tòa ba sô nắp ba ma chát tí. Câu số 3 và câu số 4. Sô măng lô căng ba pha xê tí á pha mút tô quá chân ní ma. Trường âm thông thường măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường đọc theo giọng nguyên âm, pa đoạn âm trường âm thông thường, c trường âm thông thường, tí đoạn âm, áp trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, nhấn á đoạn. Đi ma
Tăng lô căng pa pha se ti a pha mu tô wa chân ni ma. Ta chủ mắng lô ca se ti a chân ni ma. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Con xin cảm ơn cô Kim, cô Hồng Mai ạ. Cô Meta, cô The Man ạ. Dạ. Dạ xin mời các cô ạ. Dạ. Nam mô Bụt, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Giá. Và kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý sư, kính lễ con tu nữ Như Pháp, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Để con xin trả bài câu pháp cú số 172. Vô chấp búp bê na tách chít toa. Dạ con xin sám hối, con xin đọc lại. Búp bê ta mách chít toa bách cha sô nắp ta mách cha tí sô măng lô bá phà xê tí áp phà mút to quá chân đi mà vô cha bút bề ta mắt chi to cha so ta chân ta pha se ti áp pha mút to quá chân đi mà. Con xin phân câu 1 và câu 2. Và trường âm thông thường chá đoạn âm b trường âm thông thường tá đoạn âm mắt chít hai trường âm nhấn toa trường âm thông thường tách trường âm nhấn cha xô hai trường âm thông thường nắp trường âm nhấn tá đoạn âm mắt trường âm nhấn chá tí hai đoạn âm vô chá túc b chít toa tách cha xô nắp tá mắt chá tí. Con xin phân tích 3 và câu 4. Trường là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô trường âm thông thường. Âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát, tá đoạn âm. Ta, hai trường âm thông thường. Tí đoạn âm. Áp trường âm nhấn. Pha trường âm thường. Mút trường âm nhấn. Tô trường âm thông thường. Quá đoạn âm, chan trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường, so mang lô căng ta pha xê tí áp pha mút tô quá chan đi mà. Và con xin đọc lại câu pháp cú 172. Vô cha túc đề ba mắt chi tòa tách cha so nắp ba mắt cha tí so mang lô căng xê tí áp và mút tô quá chạm đi mà. Vô chấp búp bê ta mắt chi tòa bắt cha sô nắp ta mắt cha tí sô măng lô căng ta phà xê tí áp và mút tô quá chạm đi mà. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ. Vô cha tục đế ta manh chi tòa bạc cha sô năm ta manh cha tì sô măng lô căng ta pha xê tì a pha mu tô và chanh đi mà. Vô cha tục đế ta manh chi tòa bạc cha sô năm năm cha tì số măng pa pha xê tì a pha mu tô và chân đi mà. Dạ con đã đọc phân tích và xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Dạ Phạm đã post bài, cảm ơn Nguyên Phạm The Man và chị Kim cho bông hoa. Cảm ơn chị Nhất Ta. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ
Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn cô Nhung Phạm. Dạ, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 170. Yo chấp bê hoa bách cha sô nắp ám mắt cha tiên lô căng bác phà đê tí áp hà mút tô quát trình đi mà. Yo chấp búp bê ba mắt chít tòa bách cha sô nắp ám mắt cha tí sô măng lô căng bác phà đê tí áp hà quát trình đi mà. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu 2. Về pa mát chít tòa bát chà sô nắp pa mát chá tí. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, búp là trường âm nhấn, b là trường âm thông, bá là đoạn âm, mát trường âm nhấn, là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, chà sô là hai trường âm thông thường, nắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Yo chá búp bê bá mát chít tòa bát chá sô nắp bát mát chá tí. Dạ, số 3 và câu số 4. Sô măng lô căng bát hà xê tí áp bà mút chăn đi mà. Sô là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, pa, c là hai trường âm thông thường, tí là trường âm nhấn, pa là trường âm thông thường, mút là trường âm nhấn, là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Sô măng lô căng bát hà xê tí áp hà mút tô quá chành đi mà. Dạ, con xin đọc lại ạ. Chắc búp bê bá mát chít tòa bát chà sô nắp bá mát chá tí sô măng lô căng bát hà xê tí áp hà mút tô quá chành đi mà. Ai sống trước buông lung, sau không chói sáng rực đời này như trăng thoát mảnh dịch việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo bê ba ma chít tòa bát chà sô nắp ba ma chà tì sô măng lô nắp ha sê áp ba mút tô hoa chăn đi ma. Yo cha búp bê ba mát chít tòa bát cha sô nắp ba mát cha tì sô măng lô căng ba pha sê tì áp pha mút tô hoa chăn đi mà. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Nhung Phạm đã post bài. Dạ, con xin kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Dạ, Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau này con xin đọc câu pháp số 172. Cảm ơn Nhung Phạm đã bốt bài. Vô chấp bút bê ba mát chí tòa bát chà sô nắp ba mát chá tí. Vô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, búp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, ba mát là trường nhấn là hai nhấn, ba là trường âm thông thường, ba trường âm nhấn, chà sô là hai trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Vô bá mát
chít tòa bát chà sô nắp bá mát chá tí. Câu 3 và câu 4. Sô măng lô căng bá phà xê tí áp phà. Sô măng lô căng bá phà xê tí áp phà muốt tô quá chàn đi mà. Sô là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, pha là trường âm, pha c là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Sô măng lô căng bá phà tí áp phà mút tô quá chàn đi mà. Dô cháp búp bê bá mát chí tòa bát chà sô nắp bá mát chá tí sô măng lô căng bá phà xê tí áp phà mút tô quá chàn đi mà. Dô cháp búp bê bá mát chí tòa bát chà sô nắp bá mát chá tí sô măng lô căng ba phà tí áp phà muốt tô quá chàn áp phà muốt tô quá chàn đi mà. Ai sống trước bông lung sau sống không phóng vật, chói chăng rực đời này như trắng thoát mây, như trăng thoát mây che. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin kể. Tôi cha bố bé ba ma chi tòa ba cha so nam ba ma cha ti so mang lo căng ba pha se ti a pha mua tô và chan đi mà. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính lãnh lễ ơn Đức Phật, con kính lãnh lễ ơn Đức Pháp, con kính lãnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ con kính lãnh lễ quý sư, con kính lễ nhà quý đạo tràng Pháp Cú số 172. Dô chấp bê mát chí tòa bát chà sô nắp ba mát chá tí sô măng lô căng ba và mút tổ quá tràn đi mà. Dù chắc búp tòa bát chà sô nắp ba mát chá tí sô măng lô càng bát hà xê tí áp hà mút tổ quá tràn đi mà. Em con phân tích câu 1, câu 2. Cô trường âm thông thường, chá đoạn âm, búp trường âm nhấn, B trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chít trường âm nhấn qua, toa trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, cha sô hai trường âm thông thường, nắp trường âm nhấn, bá đoạn âm, mắt xá tí hai đoạn âm, vô chắp búp bê ba ma chi tòa bát chà sô nắp ba ma cha ti. Dạ con phân tích tiếp câu 3 câu 4. Sô trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, ha c hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, áp trường âm nhấn, hoa trường âm thông thường, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, quá đoạn âm, chan trường âm nhấn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường, sô măng lô căng bắp pha xê tí áp pha mút tô quá chan đi mà. Dô cháp búp bề ba mát chít
tòa bát cha sô nắp ba mắt cha ti đồ măng lô càng pháp phà xê ti a ma mút tô quá chàn đi mà dô cha phúc bề ba mắt chi tòa bát cha ti sô măng lô càng pháp phà xê ti a ma mút tô quá chàn đi mà. Yom ve ba man chi tua bai cha so nam ba man cha ti so mang lo kang ba pha se ti ap pa mo tu wa chan di ma. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như chăng thoát y che. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc phân tích kể xong, con có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con, xin trả mít lại cho đạo tràng. Cảm ơn ông Phạm đã cho bài đọc. Con xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin đảnh thành kính đảnh lễ chư tăng, đảnh lễ các cô tu nữ và xin kính chào tất cả các quý vị trong đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh pháp của số 72. Yu cha bup pe ba mat chit twa pat cha so nap ba mat cha ti so mang lo kang ba pha se ti ap pha mut to va chan di ma. Ai sống trước buông lung, sao sống phong không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Dù cha búp bề ba mắt chi tòa bách cha sô nắp ba mắt cha tí. Dù trường âm thông thường, chá đoạn âm, búp trường âm nhẫn, bề trường âm thông thường, bá đoạn âm, mắt chít hai trường âm nhẫn, toa trường âm thông thường, bát trường âm nhẫn, cha trường âm thông thường, ô trường âm thông thường, nắp trường âm, mắt trường âm nhẫn, chá tí hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Sô măng lô căng bát pha xê tí áp pa mút tô vát chành di mà. Sô trường âm thông thường, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô trường âm thông thường, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, pa trường âm thông thường, xê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ấp trường âm nhẫn, pha trường âm thông thường, mút trường âm nhẫn, tô trường âm thông thường, vá đoạn âm, chan trường âm nhẫn, đí đoạn âm, ma trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Yo cha búp bê ba mắt chít tòa bát cha sô nắp ba mắt cha ti sô măng lô càng ba pha xê ti áp pa mút tô vát chan di mà. Con xin phép kệ. Yo cha búp bê ba mắt chít tòa bát cha sô nắp ba mắt cha ti su mang lo kang ba pa se ti am pa mun to va chan di ma. Dạ, con có sai chỗ nào xin đạo tràng sửa chữa cho con. Con xin kính mời vị kế tiếp. Ba tham bảo ơn Đức Phật, Pháp Phật, Đức Tăng. Dạ con cảm ơn cô An và xin chúng Phạm đã nghe giọng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và Sư Phước Thạnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Phúc Hạnh.
Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Meta và xin hạnh kiểm cho nghe đi rõ. Con xin đọc bài câu pháp cú 172. Yo cha bốc bề ba mách chích tòa bách trà sù áp bám cha ti sù măng lô căng ba phà xề ti áp và mốt tổ qua tràn đi mà. Yo cha bốc bề ba mách chi tòa bách trà sổ nắp ba mách cha ti sổ măng lô căng ba phà xề ti áp và mút tổ qua tràn đi mà. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, búc là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chít là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, bách là trường âm nhấn, cha là trường cha, xô là hai thường âm thông thường, náp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Yo cha búc bề ba mách chi tòa bách cha xô ba mách cha tị. Câu 3 và câu 4. Xô là trường âm thông thường, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô là trường âm thông thường, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, pha là trường âm, pha c là hai trường âm thông thường, tí là đoạn âm, áp là trường âm nhấn, pha là trường âm thông thường, mút là trường âm nhấn, thô là trường âm, tô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, chân là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường. Và con xin đọc lại toàn bài. Yo cha búc bề ba mách chít tòa bách trà sổ náp ba mách chát tí sẵn lô căng ba phà xê tí áp và mốt tổ qua tràn đi mà. Ai sống trước bông lông, sau sống không phóng giật, chói sáng rực đời này, thoát khỏi mây. Tế bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ta con xin kể. Yo cha búc bê bà mách chi toa bạch cha sô náp bà mách cha ti sô măng lô căng bà pha xê ti áp pha mút tô hòa chan đi mà. Yô cha búc bê bà mách chi toa bách cha sô náp bà mách cha ti sô măng lô căng bà xê ti áp pha mút tô hòa chan đi mà. Ai sống trước bung lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng phát. Hỏi mới là bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Con có sai, mong Ngài Chí Đức và quý sư trong đạo tràng chỉnh sửa qua các tất cả đại hữu trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con xin xuống mic. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính mời cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Dạ, thưa Kinh Quang Thành. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Sư Phước Đại Đức Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, cô Phúc Hạnh và quý nam tín nữ. Dân xin đọc và phân tích câu pháp cú số 172. Vô cháp bất bề bám mát chi tòa bát trà sô náp bám mát tí sô măng lô căng bát phà xê tí áp và mút
tô quát chăn đi mà. Dù chắp bấp bề chích cha băm tí sô măng lô căng bác phà xê tí áp phàm mút tô chất quát chăn đi mà. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, búp, trường âm nhấn, bê, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, mát, trường âm nhấn, chí, toa, trường âm thông thường, đoạn hai, bát, trường âm nhấn, cha, xô, hai trường âm thông thường, nát, trường âm nhấn, bá, đoạn âm, mắt, trường âm nhấn, chá tí, hai đoạn âm, đoạn ba, xô, trường âm thông thường, măng, trường âm giọng nguyên âm, lô, trường âm thông thường, căng, trường âm giọng nguyên âm, bá, đoạn âm, pha, xê, trường âm thường, tí, đoạn âm, đoạn 4, áp, trường âm nhấn, pha, trường âm thông thường, mút, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, chanh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, ma, trường âm thông thường. Dù chắc bước về bán mắt chi tòa bát, cha sô nát bám mắt chất tí sô măng lô căng bác pha xê tí áp pha mút tô quách chanh. Bây giờ tôi dính xin kệ. Dô cha bập bê và mát chi tòa và cha sô nát bám mắt na tí so mang lo căng mà pha xê ti âm bát tô và chăn đi mà ai sống trước buông lung sao sống không phóng dật cho tối sáng đời này như trăng thoát mây che. Bài thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã phân tích và ôn bài, nếu có sai vào đạo trang chỉnh sửa. Và cảm ơn Nhung Phạm, Hồng Mai, Quang Thanh đã cho biết nghe rõ. Và bây giờ là kính mời Quynh Đậu Quynh có thể kể được không? Dạ, lâu lắm rồi không nghe giọng kể của Quynh, cũng hơi thiếu thiết. Dạ, kính mời Quynh ạ. Dạ, đi xin xuống mic nha. Dạ, đã thấy tín hiệu. Dạ, cảm ơn lời mời của cô tu nữ Tự Duyên. Nhưng mà rất tiếc là đạo huynh cứ mỗi lần vô room là đạo huynh cũng xin phép là được thánh pháp này. Trong cái giờ này đạo huynh đang lái xe và vừa lái xe mà vừa nhìn câu kinh thì cũng hơi bất tiện. Thưa quý vị, một lần nữa tôi xin cảnh đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ ngài Trí Đức và kính chào chú quý vị. Cũng xin cảm ơn cô Tự Duyên nhớ đến đạo huynh, nhớ đến giọng kệ đạo huynh. Trước ngày nào đó rảnh đạo huynh sẽ vô nghe từ đầu tới cuối, tham dự thỉnh pháp rồi để mà đóng góp về đạo tràng, tham dự một cách rất là hoan hỷ. Nhưng mà giờ này thì đạo huynh xin phép được được sám hối, không có bù được. Một lần nữa kính chúc sư cùng quý vị lúc nào cũng sức khỏe, thân tâm an lạc, và giữ cho cái tâm hồn mình giống như cái mặt hồ thu vậy đó, không một chút gợn sóng của đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin nhận biết lại cho khá thật. Đạo huynh xin kính cáo.
Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chư Đức cùng Chư Tăng Đức Tăng tăng hiện trong đạo tràng. Ở đây chúng con xin được Yo te pamachi to pacha so na pamachi to mang lo kang kang mut to vat san di ma. Yo te pamachi to pacha so na pamachi to mang lo kang kang se ti ap a mut to vat san di ma. Nghe không rõ. À, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Âm thanh hơi nhỏ hả? Dạ sao thú. Do chấp không về tâm an chi tòa bát đa sơ na tâm an chi tòa mang lô 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 mang lo mang phúc tài sẽ áp hà mốt đồ vật thành đi mà dù phúc về không mất chết đồ phát hà sờ nắp mất chết sờ mang lo mang phúc tài sẽ áp hà mốt đồ vật thành đi mà ai sống trước buông lung sau sống không phóng vật chói sáng được đời này như tăng khóc mây kia và bản dịch của người hòa thượng Minh Thông. Và bây giờ chúng con đã đặt ra một lời xin xin gửi mất lời cho đạo tràng và Nam Mô Bụt A Di Đà. Sa thú sa thú đến Phật tràng rất là hoan hỷ đến nhất đã khích lễ sách tăng cho đạo tràng và hôm nay thì số người tham gia rất là đông. Chích Mít Ta, Chích Kim, Chích Nhung Phạm, Chích Hồng Mai, Vinh Giang Nhật Hà, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, Chích Hạnh Kiểm, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên, Chích Quang Thanh và Đại Đức Pháp Trang là người bao chót ha. Xà thú, xà thú. Câu Phật ngôn 172, một câu rất là có ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của từ vựng trước ha. Đọc được, hiểu được ý thì chúng ta coi như là rất lâu hơn. Vô chấp búp bề bấm mắt chích tòa. Vô chấp búp bề bấm mắt chích đầu tiên có bốn từ. Chỉ người cha là bà búp bê là trước đây. Bamachitua, Bamachitua đây là một cái động từ, một động từ bất biến, buông lung, biến nhát. Căn ngữ của Bamachitua tức là căn ngữ mắt, bị say mê. Vậy thì cái câu này vô cho búp bê bấm mắt chích tòa và người nào trước đây buông lung và người nào trước đây phóng dật biến nhát buông lung bấm mắt chích tòa. Rồi câu số 2. Bát cha sô nấp bấm mắt chà tí. Bát cha sô nấp bấm mắt chà tí. Chữ bát cha là sau này, về sau. Búp bê là trước, bát cha là sau. Rồi chữ sô là người ấy, vô là người nào, sô là người ấy. Nắp bà mắt chà tí, chúng ta thấy tiếp đường ngữ nắp hay là ná ở phía trước có nghĩa là không. Bà mắt chà tí, bà mắt chà tí
Đây là một cái động từ gọi là buông lung phóng dật. Buông lung phóng dật. Về thì gia sô nắp và mất giả thí. Về sau người ấy không buông lung. Tức là trước buông lung, nhưng mà sau thì tu tâm sửa không có buông lung phóng dật nữa. À, trước quậy, sau không quậy. Trước bậy bạ, sau trở nên đàng hoàng. Là ý nghĩa của hai câu này ha. Bây giờ câu 3, câu 4. Sô măng lô căng bắp pha xê tí. Sô măng lô căng bắp pha xê tí. Ở đây chữ sô măng có một cái dấu phẩy ở trên. Có những cuốn sách đó thì không có dấu phẩy, nhưng mà sô y măng lô căng, sô cộng với y măng, bỏ đi chữ chữ ý. Đây là văn phạm bây giờ có thì lô cô và sanh thí xóa và ráp chữ. Sô y măng thì nó biến thành sô măng. Có những quyển sách khác thì người ta không có xóa, mà người ta viết sô y măng lô căng, nó cũng giống nhau. Nhưng mà chúng ta học thì chúng ta nên thống nhất ha. Sô măng lô căng bất pha xê tí, tại sao như vậy? Tại vì ở đây á, đây là một câu kệ, đây là câu Phật ngôn, mà nó theo cái âm điệu của nó là coi như là 8 từ. Thay vì sô y măng lô căng bất pha xê tí thì nó thành ra 9 từ, 9 âm. Sô măng lô căng bất pha xê có 8 âm. Đây là một thể thơ, thể kệ. Cho nên coi như sàn khép, rất là tóm tắt cho nó gọn. Măng lô cần bóc pha xê tí thì chúng ta thống nhất chỗ này ha. Quý vị nếu mà trong sách sô y măng lô cần cũng đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó dư từ. Rồi sô là gì? Sô là vị ấy, người ấy ha. Rồi y măng lô cần. Măng lô căng, khi lô căng là thế giới, ý măng là này hả? Hay là thế gian, ý măng lô căng là thế gian này, thế gian này. Rồi sao? Xê tí, bác pha xê tí, chúng ta sẽ tiếp đồng ngữ bác ở phía trước, chỉ cái sự nhấn mạnh cho cái căn ngữ pha. Pha xê tí, động từ này có nghĩa là trói sáng, chiếu sáng, chiếu sáng. Thì như vậy sô y măng lô căng bổ pha xê tí, người vị ấy chiếu sáng thế gian này. Vị ấy chiếu sáng hay là trói sáng hay là làm cho thế gian này rực sáng. Bác pha xê tí. Và câu cuối cùng, ấp pha mút tô quá chành đi mà, ấp pha mút tô quá chành đi mà. Chữ ấp pha do từ ấp pha, nó là một danh từ trung tính ác rần tăng áp phùng sắc thật linh gá. Và chữ ấp pha này được chia theo xuất xứ cách số ít. Xuất xứ cách số ít có nghĩa là phần chấm ý vì phát tí ê câu quá trình ha. Cái này áp phá biến thành áp phá hay là từ những đám mây hoặc là từ đám mây. Rồi sao nữa, áp phá mút tô quá mút tô. Mút tô đây là do cái từ mút tá hả? Nhưng mà ở đây nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính.
Mô Tô là đã thoát khỏi, đã được thoát ra. À, căn nữ mút tức nghe là giải thoát, thoát khỏi. Rồi Mô Tô và chữ quá ở phía sau, quá sau nghe là y quá. Y quá là giống như, ví như, sợ như. Ví như đã thoát khỏi, à, ví như đã thoát khỏi từ đám mây, à, từ đám mây. Phải đi mà một danh từ nam tính a trần ta phun linh giá. Và trên đi ma ở đây nó đứng làm chủ từ số ít và tham ma ê câu bên trên nó bị phát phi. Trên đi ma có nghĩa là mặt trăng, à, có nghĩa là mặt trăng. Thì ở đây à, ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây, ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Vậy thì câu số 3, câu số 4, hai câu này cho nhau để ý được xúc tích. Tô măng lô căng bác phà xề tí ốc phà mút tù quá trành đi mà. Người ấy chiếu sáng thế gian này, ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Người ấy chiếu sáng thế gian này, tựa như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 172 cho chúng ta ý nghĩa. Và người nào trước để buông lung về không buông lung, người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Xin lập lại. Và người nào trước đây buông lung, về sau không buông lung, người ấy chiếu sáng thế gian này ví như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Và thằng giới đức được thơ được bác thế này: trước đây phóng túng mê mờ, ngày thỉnh niệm buông hướng bờ giác ra, đưa tay vén đám mây qua vần trăng ló dạng, à, nguy nga hạ huyền. Trước kia phóng túng mê mờ, ngày sau tỉnh niệm hướng bờ giác xa, đưa tay vén đám mây qua vầng trăng ló dạng, nguy nga hạ. À, ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn có năm từ xúc tích: ai sống trước buồn luôn sau sống, không phóng vật chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Ai sống trước buồn luôn sau sống, không phóng vật chói sáng rực đời này, như trăng thoát mây che. Thì vậy thấy ngắn gọn ha. Còn ngày dưới đất thấy mơ mộng rồi coi như là nhà thơ thắng lục bát, nhiều khi đọc nghe cũng hơi khó hiểu. Rồi câu Phật ngôn 172 về tự vấn, quý vị thấy có gì rắc rối không? Alo, còn nghe được không? Không biết nữa. Nhưng mà chắc ho lớn hơn tiếng nói, chắc quý vị nghe rõ hơn ha. Ho nghe rõ hơn là nói nghe rõ. Rồi sa thú Sĩ Quang Thanh tới bây giờ vẫn còn cảm nha. Cái giọng của Sĩ Quang Thanh vẫn còn cảm á. Ráng lo cho chính mình đi. Trình đã bình tử ai cũng bị thế mà, nhưng mà hãy lo cho chính tốt hơn. Cảm mà kéo dài như vậy là cũng nguy hiểm lắm á. Bên này mới có mấy ngày mà thấy cũng ngất ngư người ta hồng. Làm sao thời tiết mà ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào duyên sự câu Phật ngôn 172. Câu Phật ngôn này
đề cập đến một cái vị trưởng lão. Trưởng lão tức là một cái vị mà dùng cái từ trưởng lão trong Phật giáo, tức là những cái vị thông hiểu về Phật pháp, cho nên mới gọi là trưởng lão. Và đối với người cư sĩ cũng có thể chứ đừng có nói rằng ồ trưởng lão này để dành cho mấy ông già, có đâu. Trưởng lão dù vị đó mới có 7 tuổi nhưng mà chứng đắc thánh quả thì cũng được gọi là trưởng lão. Cái vị đó dù cho 100 tuổi nữa nhưng mà không có hiểu gì, có nắm rộng thì cái vị 100 tuổi đó người ta gọi là sư phụ thôi, chứ không phải là trưởng lão. Bởi vì sao? Bạc đầu đại đức phải chăng tuổi già trí kém gọi rằng lão ngu, thì dù có 100 tuổi nữa nhưng mà coi như không thông hiểu về kinh luật thì cũng chưa xứng đáng với cái từ trưởng lão. Nhớ ha, ở đây nói về trưởng lão Sammacchana. Sammacchana, alo, viết dùm cái tên này coi viết có đúng không. Bali đọc ào ào á, mà bây giờ Sammacchana viết thử coi đúng không. Chiếc quan thân Sammacchana. Ô sao hôm nay dở quá ta, cái gì mà sư thà viết thì chuyển nhỏ xíu đi. Sammacchana, Sammacchana, Sammacchana. Giám sư Kim thấy sư Quan Thành viết đúng quá, bất giớt hả, hay là thầy bất giớt sư thà để không biết nữa. Sư Kim thường thường là mì ăn liền á, mà họ viết chậm như vậy là dám bất giớt sư thà nè, bất giớt sư Quan Thành nè. Wow, dở ẹt á. Thường thường là coi như miệng nói tay làm, la lú ôm sồm. Mà bữa nay phải có chờ để cho sĩ quan thanh viết nè, rồi sĩ thà viết lên rồi mới bi dở ẹt. Rồi, nên là dẫn về ha. Vui vui vậy mới chịu học chứ còn... Còn bây giờ nghiêm quá là bà con bỏ chạy, sửa lưng riết rồi đó, không ai dám vô học nữa. Quý vị thông cảm nha. Rồi, tại sao gọi là trưởng lão Sammacchana? Tại sao mà Đức Phật đề cập đến vị này? Bởi vì tại chùa Kỳ Viên có một sự việc xảy ra. Trưởng lão Sammacchana là người không phân biệt thời, bất cứ lúc nào vì đó cũng cầm cái chổi quét rác, quét cỏ, rồi ôn dẹp khắp tỉnh xá, làm bất kể buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Nghĩa là theo cái kiểu mà làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật á. Vị này tinh thần, tinh tấn đến cái độ mà coi như bất kể thời gian. Rồi thì sao? Một hôm cái vị trưởng lão Sammacchana này đi đến tỉnh thất của ngài ta để quét dọn, và thấy ngài đang ngồi nơi cái chỗ rất là yên lặng thanh tịnh, thì ngài trưởng lão Sammacchana nói rằng: ô, cái ông này lười biếng quá, dùng vật thực của tín thí rồi đến đây ngồi yên, chỉ có cầm cái chỗ quét mà cũng không có làm nữa. Và nghe như vậy thì ngài trưởng lão rêu quá tám mới suy nghĩ: ta nên giáo giới vị này. Dừng lại đây chút ha. Bây giờ hỏi quý vị, ngài rêu quá tá, cái vị này xuất thân từ đâu? Bây giờ trước tiên viết tên của vị này coi viết có đúng hay không. Học là phải hỏi nha, học là phải hiểu nha. Bởi vì khi mà chúng ta đề cập đến một nhân vật nào trong cái bài học mà chúng ta đang học thì chúng ta phải viết về thân thế,
ngài Rewata sao Sĩ Khà mới vô mà cũng dở dữ vậy ta. Sĩ Khà biết Rewata chính xác rồi. Em út của ngài Sariputta Sĩ Kiềm bổ sung biết tên của ngài Rewata biết không, cho nên Sĩ Khà là hùng vớt ha, nói rằng ngài Rewata là em của ngài Sariputta. Lý do thế nào mà ngài Rewata xuất gia? Ai biết ngài Rewata xuất gia như thế nào? Em út, bởi vì trong gia đình, một gia đình giàu có, Bà La Môn giáo, mà bây giờ coi như không người nối dõi tông đường thì coi như cái chuyện đó là một chuyện cực kỳ đại tội. Mà bây giờ ngài Rewata Sĩ Kiềm nói em út của ngài Sa La rồi cũng hỏi lý do tại sao xuất gia. Bây giờ đưa bàn tay không biết nói có đúng không, không biết nữa. Rồi mời Sĩ Kiềm. Con xin kính chào Sư Chí Đức. Chắc là không biết có sự xuất thẳng xuất sang, con thấy có sự xuất trang mà không biết có sự. Thôi con chào đi. Con chào Sư Chí Đức, sự xuất trang, xuất thẳng, sự xuất các sư và các cô tu nữ. Con không nhớ. Con nhớ cái người em trai Úc này bị chưởng lão rồi quá đá là hấp dẫn mê ly dừng lại nó vui lắm. Ngài là em Úc của ngài Sơi Phú Tá có 7 tuổi thôi, nhưng ngài biết ngài em của mình có đủ đức hạnh đó, thì ngài mới dặn các vị đồng đạo của ngài đó ở trong đỉnh xá, tại vì ngài thích đi xa đó, nếu mà em trai của ngài có muốn xin xuất gia đó thì hãy cho nó xuất gia đi. Ngài Sư Phú Tá nói như vậy đó, thì mẹ của ngài Sư Phú Tá đó sợ mất dòng giống, tại vì ngài có tất cả là 6 anh em, ba chị em gái, ngài với lại hai người em trai nữa. Con nhớ không biết có lầm không. Đại khái bà có gái rồi người ta điều đi tu xuất gia ráo trội hết, bà mẹ có ngày sau dưới tới chứ để nói giỏi. Còn cái đứa em một ngày rơi qua tá mới lúc có 7 tuổi thôi, cây bà nói chuyện để làm đám cưới. Thì rước dâu gì đó hay là đám hỏi con không quên rồi, nhưng đại khái là ngày rước cái vợ đó, thì cái ngày nhà lúc mà đám hỏi rơi quá tá đó, thì thấy có người ta làm lễ, có một bà già da dễ sợ luôn đó. Lưng bà còng rồi tay giống như là già, như là cong xuống giống như sừng con voi vậy đó, da nhăn nheo xấu xí ghê lắm. Cái ngày bà này đã chúc cho ngài Rê Phát Tá lúc có 7 tuổi vợ chồng ngài á là phải 100 năm hạnh phúc. Ngài nói trời ơi trời, nhìn bà già tới vậy rồi ghê quá. Ngài mới nghĩ tới cái sự vô thường, dạ mình cũng già cũng chết, lúc còn trẻ rồi tươi tắn giống như mình bây giờ 7 tuổi rồi lớn rồi lên rồi cũng già cũng chết rồi, còn cái người công giống như cái sừng con voi da nhăn nheo như da cá sấu vậy, da cá sấu mất tiền làm bóp mất tiền quá. Trời ơi ghê quá. Cái ngày lúc mà đi rước dâu hay gì đó, cái ngày dở trò nghe, ngày khôn lắm. Trời ơi, ta đau bụng ăn cái gì đau bụng mất tầm được á, đừng chút cái ngừng đi vô đi kiếm chuyện đi giải, đừng chút đi rồi nó làm nhiều lần quá đánh đổi mà gia nhân cũng thèm để ý, nó mệt quá nó chạy làm gì làm. Cái ngày dòm thấy ngay đến ngày chạy tú trời ơi, ngày giàu bên Ấn Độ người ta đeo đủ thứ, có gì đeo cho cái nào mà còn hở da hở thịt hở cổ trong đầu tay cổ chân dễ đeo tùm lum tùm la. Coi mấy phim Ấn Độ đó trời ơi, ngoài vòng qua đó còn vàng vòng tố đeo trên người đủ thứ hết. Thấy mẹ 7 tuổi mà đeo vòng vàng ghê quá à. Còn ai nhà giàu đâu có dám cho xuất gia đâu. Cái nhà mới nói dạ không, anh của con đó là ngài Sa Di Phú Tá đó,
À, mấy ông sư này mới nhớ, đúng rồi, mới nhớ ngài Sa Lợi Thứ Tá có dặn là nếu mà em út của ngài đó mà xin xuất gia thì hãy cho đi. Tại ngài là trưởng mà thì ra lệnh rồi. Rồi. Tí sợ mà con ngài giàu đi tu mới có 7 tuổi rồi có chuyện nữa mất công lắm. Thế nên mấy ngày đó mới cho ngài Rê Vá Tá đi tu. Thì ngài Rê Vá Tá thì đi tu mà bị nhiều người làm phiền, hỏi là còn nhỏ cho đi tu đủ thứ. Ngài đi một mình đi tu sâu trong rừng, đâu khoảng 120 do tầng vậy. Trời ơi, một đứa con nít 7 tuổi mà đi một mình như vậy, một đứa con nít 7 tuổi bây giờ không dám đi xa như vậy, mà đi trong cái thời đó là rừng rậm đó, đi tu vô rừng ngồi trong đó mà tu đó. Thì con chỉ nhớ như đó rồi ngày tu không bao lâu ngày đắc A-la-hán. Thì là như vậy đó, để cho sư tiếp nói, để thôi sư nói bà tám nó nhiều quá hà, thì không có thì do để cho ai nói hết. Dạ, đại khái là như vậy. Thì con nhớ cái vị này rất là lúc mà sư kể tích sự, con coi tích sự con cũng thấy hấp dẫn lê ly vùng vợ nó vui lắm. Có 7 tuổi mà đúng không thông minh đó, đúng là một vị tương lai A-la-hán. Ngài trí óc của ngài không có giống như ngày thường, người thường rất là thông minh mà gan dạ nó không sợ trời sợ đất. Mình 7 tuổi thôi đi tú 120 do tuần nó tú cái chừng sâu đó một mình thôi ngầu vậy đó. Dạ, con xin trả máy rồi ạ. Sa thủ Sư Kim trình bày có chuyện cũng hấp dẫn thiệt ha. Rồi Sư Hà của Hồn Phước bỏ vợ chạy vô chùa xin tu cũng là cái chuyện đó. Quý vị biết rằng 7 tuổi ha, nghĩa là trốn đi tu trong cái dịp đám cưới, rồi sợ rằng ở gần nhà bị bắt về nhà không cho tu, cho nên vị này phải đi vô một cái nơi biên địa, một nơi rất là xa, trong một cái rừng gọi là rừng gai, rừng ở trong đó, vô trong đó mà cái khu đó toàn nhân không à, rừng gai nghĩa là ở trong đó không ai dám bước vô hết, nhưng mà ngài thấy rằng ở chỗ này thích hợp, và thế là ngài vô tu đó 3 tháng hạ chứng đắc thánh quả A-la-hán. Quý vị thấy tuyệt vời, cái duyên đó là chín mùi, vô tu là thành công à. Và quý vị biết một cái vấn đề hy hữu chính Đức Phật này, rồi 80 vị đại đệ tử nè, có ngài Sariputta, ngài Moggallana, ngài Siwali, ngài Ananda, nói Anuruddha, đó là toàn những cái vị đại đệ tử, các ngài đến thăm một vị sa di 7 tuổi chứng đắc thánh quả, mà quý vị biết rằng chính Đức Phật cũng đến thăm. Đó là cái trường hợp mà hy hữu, mà trong giáo pháp này chỉ có một mình ngài Rê Quá Tá. Nên khi mà ngài Rê Quá Tá về chùa Kỳ Viên ha, ngồi một nơi thanh vắng hưởng hương vị giải thoát, mình là chân đắc, thì cái ông này nè, ông mà Sammacchana này nè, ông này quét ngày quét đêm, quét thêm chủ nhật nè, cầm chổi quét xung quanh cho chùa sạch sẽ. Thấy vị này trẻ tuổi mà không chịu lao động, mới trách ăn cơm của đàn hạ thí chủ mà không chịu vận động gì hết, ngồi một cục như thế này thì thấy nghĩa là mắc nợ với thí chủ. Cái ý của vị tỳ khưu Sammacchana là muốn cho cái vị trẻ tuổi này phải lao động, nhưng mà ngài Rê Quá Tá mới nói rằng nên giáo giới vị này. Giáo giới ở đây cái nghĩa là khuyên bảo, tư cách là một vị thầy để nhắc nhở cái vị tỳ khưu Sammacchana. Quý vị biết trong giáo pháp của Đức Phật có tất cả 5 vị thầy ha, chứ không phải là một vị này muốn làm thầy để giáo giới, nhắc nhở sắp tấn cho tỳ khưu Sammacchana. Thì độ là 1 ha, thầy cho tu tỳ khưu là 2 ha, thầy nương nhờ là 3 ha, thầy dạy đạo là 4 ha,
và thầy giáo giới này, Owada Chariya. Đây là vị thầy giáo giới. Cho nên ngài mới nói với Tỳ Kheo Sammacchana, hãy đến đây, hỡi hiền giả. Rồi cái vị Tỳ Kheo Sammacchana nói, bạch ngài, có chuyện gì vậy? Thì Treo Quả Tá mới nói, hiền giả hãy đi tắm đi. Rồi cái rồi trưởng lão Sammacchana tắm xong đi đến với ngài Rê Quạt Tha. Ngài Rê Quạt Tha bảo Tỳ Kheo Sammacchana ngồi xuống một bên và nói, lẽ thường một vị tỳ kheo mà cứ cầm bữa quét suốt cả ngày, đó là một điều không có hợp lẽ đạo. Một vị tỳ kheo chỉ nên quét dọn vào buổi sáng xong, khi mà quét buổi sáng xong rồi đi khất thực, rồi khi về đến tịnh xá ngồi vào cái chỗ ban ngày hay là cái chỗ ban đêm để cái toán xét về 32 thể trượt, để thấy được cái sự sân diệt của danh sắc, rồi vào buổi chiều quét dọn tịnh xá, đó là hợp lẽ đạo. Cho nên quét suốt cả ngày, hãy dành thời gian tạo sự lợi ích cho chính mình. Tỳ kheo Sammacchana nghe tới lời giáo hóa của trưởng lão Rê Quạt Tá và chẳng bao lâu chứng đắc đến quả A-la-hán. Và trong tịnh xá thì có nhiều chỗ rác đã ứ động. Bây giờ các vị tỳ kheo mới nói với trưởng lão Sammacchana rằng, này hiền giả Sammacchana, các chỗ đã ứ động đầy rác, vì sao mà hiền giả không quét? Thưa chư hiền, trước đây tôi đã quét rác trong lúc dễ vui, nhưng mà bây giờ tôi không còn dễ vui quét rác nữa. Các vị tỳ kheo cho rằng trưởng lão Sammacchana khoe pháp của bậc cao nhân, tuyên bố mình là một tướng vô lậu, cho nên đem trình lên Đức Phật về câu chuyện đó và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này nói sai sự thật, vì ấy nó không đúng theo sự thật. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thật vậy, trước kia con của Như Lai đã cầm chổi quét trong lúc dễ vui, nhưng mà bây giờ đây không còn làm như thế nữa, đã đình chỉ, đã sống ác, phát sinh từ đạo quả. Và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 172. Câu Phật ngôn 172. Vô chấp bất bề pa mắt chích tòa bách trà sù nắp pa mắt tô măng lô cần bác phà xề tí áp phà mút tô quá trần đi mà. Ai sống trước buông luôn sau sống, không phóng vật chó sáng được đời này như căng thoát mây che. Ý nghĩa câu Phật ngôn này, tức là trước kia chúng ta có sự dễ vui bằng các phần sự làm đi làm lại, hoặc là tụng đọc, hoặc là hình thức bên ngoài, nhưng mà về sau thì dừng lại những cái việc làm đó. Sống an lạc phát sinh từ đạo quả, gọi là người không có dễ vui. Người đó thường rực sáng trong thế gian này, tức là làm cho sáng chói với cái trí của đạo, ví như vầng trăng thoát khỏi cái đám mây mù. Đó là cơ hội giúp cho thế gian này được sáng chói như thế. Và câu Phật ngôn 172 chấm dứt, có nhiều vị nghe về kết quả tu đạo. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng đại đức quét
À, chữ này chữ Samachana là cái là quét dọn hay sao đó. À, ở đây à, được à, nhắc tới là đại đức quét này thật xứng danh tối ngày loanh quanh che ngài lậu tận tu làm biến ngồi mãi làm sao đạo quả thành. Cũng may đại đức rêu quét ta biết có duyên lành mới nhắc qua, nhờ đó hành thâm sau đắc quả. À, chùa dơ mà kệ chẳng lo ra, đang hỏi sư không quát nữa đi. Sư rằng nay đã hết ngu si nên không thích quát như hồi trước. Đang hỏi Phật Đà để phán nghi, Phật dạy con ta trước dễ vui, bây giờ tinh tấn hết buông xuôi, như trăng thoát khỏi vầng mây án, rơi sang gian ánh rạng ngời. Rồi, duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Chắc chắn trong câu Phật ngôn này, à, chúng ta cũng có nhiều điểm để mà thảo luận. À, xin nói với quý vị, cái câu nói nhân vô thập toàn, tức là con người của chúng ta không bao giờ được được trọn vẹn, không bao giờ coi như là được tốt đẹp một cách hoàn toàn, mà cũng có những lỗi lầm, có những sơ sót, có những cái mà bậy bạ. Rồi những lỗi lầm sơ sót bậy bạ đó chúng ta ý thức được và sửa sai. Chính cái sửa sai đó con người chúng thường, thì đó là một cái điều mà đáng khen. Như trong câu Phật ngôn này, tức là trước kia chúng ta buông lung phóng dật, rồi nhờ các bậc thiện hữu trí thức nhắc nhở khích lệ, và chúng ta từ bỏ ác hạnh, không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh về thân, không nói dối, không nói lời tâm tập, không có nói lời vô ích, không có nói lời độc ác. Về khẩu và ý của chúng ta không tham lam, không sân hận, không tà kiến. Thì như vậy, thân khẩu và ý của chúng ta được thanh hạnh. Thì khi một con người đã tốt đẹp như vậy, thì cái cảnh của chúng ta sống an vui trong cảnh người, trong cảnh trời, và cái thánh sản đó là cái quả trong tương lai. Nhân sản, thiên sản và thánh sản. Để muốn đạt được như vậy thì chúng ta đừng nên cố chấp. À, quý vị thấy tuyệt vời ha. Tuyệt vời ở đây là sao? Là vị này rất là trẻ, vị kia lớn tuổi, vị kia lớn tuổi. À, nhưng mà được cái vị trẻ này á, nhắc nhở đi tâm đi, rồi lại đây ngồi. Rồi vị này mới nhắc nhở làm những cái việc hợp thời, đừng có làm những cái việc phi thời, mất thời gian vô ích. Còn để thời gian đó quay lại với chính mình để thấy rằng cái thân này bất định, cái thân này ô uế 32 thế trượt. À, vậy thì cái rác ở trong tâm á, nó quan trọng hơn là cái rác bên ngoài. Hãy quét sạch cái rác bên trong. Đó là cái điểm chính mà ngài Rewata đến nhắc nhở cơ bản chẳng hạn. Rồi, và câu chuyện đó chúng ta nên lắng nghe, nên hạ mình, nên khiêm nhường để nhận những cái hay, cái đẹp, cái thật mà tự sửa sai chính mình. Đó là một cái sự tu tập tốt. Còn nếu mà chúng ta gọi là ngang bướng, chúng ta cứng đầu cứng cổ, cứng tay cứng chân,
cái gì cũng cương hết là chết ngắt luôn. À, chúng ta phải hạ mình, phải mềm mỏng, phải biết tiếp thu, thì khi đó chúng ta mới học hỏi được, chúng ta mới trở nên người tốt. Cái điều đó không biết có đúng không? Rồi mời Giang Kiên. Alo, Giang nhà hài đâu mất tiêu ta? Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà, có ý kiến sao về câu Phật ngôn này? À, quý vị thấy Quỳnh Giang Nhật Hà nghe là giọng kinh cũng tuyệt vời, giọng kệ cũng đi, mà âm thanh cũng tốt nữa. Vậy thì Quỳnh Giang Nhật Hà nghĩ sao về câu Phật ngôn này? Tại sao lúc trước đọc chặt lên chặt xuống, đọc sai, đọc không dám la lớn, bây giờ đọc hay rồi, thấy âm thanh của Huynh Giang Nhật Hà mà vang lên là cả đạo tràng yên ru, và những bông hoa tặng lên lia lịa luôn. Huynh Giang Nhật Hà cảm thấy quan hỷ không? Tại sao tặng hoa cho mình? Hồi trước đọc không ai tặng hết, bây giờ đọc hay mình, người ta tặng là sao? Alo, Huynh Giang Nhật Hà. Rồi, Quỳnh Giang Nhật Hà làm thợ lặng rồi. Rồi, em ru ra. Rồi, hôm nay Sittina đi học trễ nè. Nhưng mà Duyên sẽ nghe rõ nha, Sittina. Câu này Sittina có ý kiến thế nào? Rồi, mời Sittina. Rồi, cũng im ru luôn. À, bất chứa cô tu nữ tự nhiên đúng rồi. À, bởi người ta không lên thì mình phải lên để mà giải quyết chứ. Không lẽ im ru, bên này nó cũng khang tiếng rồi nè. Rồi, mời cô tu nữ tự nhiên. Dạ, sa thú. Sa thú là dạ, con kính tri ân ngài. Ngày kháng tiếng thì ở bên đây hôm nay tự nhiên cũng âm thanh nó cũng bị rè rè, giống như là pin mà nó bị hết mấy 10%. Dạ, cảm ơn Nhung, Nhung Phạm. Thì qua cái duyên sự như hồi nãy giờ ngài đã đọc để đạo tràng hiểu rõ cái người mà trước nó mất câu đó rồi. Trước cái gì? Mất tiêu rồi. Nhung Phạm bóp lên giùm để như thế. Dạ. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Bốn câu Pháp Cú Kinh 127 này nói rất là rõ ràng. Hồi nãy giờ ngài đã nói duyên sự thì con nhớ lại mới hôm bữa xong rồi sư phụ có nhắc đến có bốn cái pháp cho bậc xuất gia. Bậc xuất gia thì nó có trước tiên thì gọi là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Đó. Có nghĩa là khi sống thận cần đó là gần những cái bậc hiểu biết, là cái người thầy. Khi mà mình còn ở ngoài đời á thì phóng dật, buông lung, chạy theo dễ vui, quên mình. Nhưng sau đó thấy cái dễ vui đó nó đưa đến chắc chắn là cảnh khổ. Nhưng người đời thì cái dễ vui chỉ biết là dễ thôi, vui thôi, chứ không biết là có người chắc là sống thì phải vui với đời, với chung quanh, với hàng xóm. Có người là nghĩ như vậy đó. Nhưng có người thì hiểu được
sống buông lung như vậy rất là nguy hiểm đến cái bản thân, đến cái sự sống, cái tính mạng của mình. Cho nên á, cần các vị thầy, chẳng hạn như cái vị gì mà trẻ tuổi mà giáo dân với cái vị mà lớn tuổi, vì ở trong đạo Phật á, dù ở bên ngoài ông lớn tuổi 80 tuổi đi nữa, dạ, đều quá ta. À, những bậc có trí, dạ đúng rồi. À, mặc dù ở ngoài lớn tuổi, cho dù 80 tuổi đi nữa, nhưng khi xuất gia cũng phải nghe lời đảnh lễ cái vị trẻ tuổi hơn. Vì sao? Vì cái luật của Đức Phật đã truyền như vậy, phải chấp hành như vậy mới được. Nếu người nào mà ngã mạng, chắc chắn đến với đạo Phật buông ở bên ngoài, ta đây là chủ, ta đây là chẳng hạn như là này giám đốc kia hay là chủ tịch hay gì đó, nhưng mà sống buông lung một thời gian chán quá rồi, bây giờ thử vô xuất gia, nhưng mà cái tánh đó vẫn còn thì không thể xuất gia được. Nó là như vậy. Còn trừ cần có nghĩa là mình phải đoạn trừ những pháp bất thiện, mình cái bất thiện nhỏ mình cũng phải để mình tiếp tục, đó là trừ cần. Còn tu cần, cái thận cần, trừ cần, tu cần. Tu cần khi mà mình vô xuất gia rồi thì mình phải cố gắng hành theo cái vị thầy của mình đã dạy mình như thế nào thì mình phải chấp hành như thế đó. Dạ, cảm ơn Nhung Phạm rất nhiều. Đoạn trừ những pháp bất thiện, đúng rồi. Còn thứ ba thì tu cần cố gắng hành theo vị thầy dạy rồi tu. Và Nhung Phạm phải rất mới vào rung Phật giáo Nam truyền, nhưng mà ở đây cũng là đã có cái sự hiểu biết từ không phải chê, nhưng mà là từ ở bên Bắc Tâm thì cũng đã học những lời dạy của thầy, nên khi qua bên Nam Tông chỉ cần chỉnh một chút xíu thì sẽ nó sẽ tốt hơn, và đi đến con đường để mình tu á, tu theo bên Nam Tông á, thì chỉ đoạn trừ cho mình những cái gì mình sai trái, những cái gì phiền não, những cái gì mình ngã mạn thì mình bớt, mình bỏ đi từ từ. Dạ, cảm ơn Nhung Phạm. Còn thứ tư là gì? Bảo cần đó là cái sự tu học của mình. Nếu cái pháp nào tốt mình nên gìn giữ, bảo vệ để chi? Để mình hành luôn luôn, mình đừng có quên chạy theo phóng dật lung tung. Thật ra thì bữa nay nãy giờ đánh chuông lâu rồi, nhưng mà tự nhiên thấy nghe cái thân của mình á, nó hồi thế giới nó bị nó giống như là thời tiết hay là cái gì đó nó làm cho khó dễ chịu. Nhưng mà ở đây là buổi sáng nay làm cái món ăn tinh thần, rất là cái câu kinh Pháp Cú 172 này nó làm cho tự nhiên tinh tấn và có thể là bỏ ăn một bữa cũng không sao, một chút mình xuống mình hấp miếng cháo được rồi. Bữa nay cái thân của mình á nó bị sao đó. Rồi cảm ơn Nhung Phạm rất là nhiều. Rồi bây giờ có thể Nhung Phạm nếu
bắt được những cái câu này được thì chắc chắn chia sẻ cũng hay lắm á. À, cho nên là thôi mà bây giờ Nhung Phạm có thể đỡ mic cho cô. À, và xin cái phước nào sáng hôm nay tự nhiên có được, xin kính dâng đến cho quý ngài, nhất là ngài Trí Đức, vì ngài cũng đang cảm. Và hôm nay kính chúc ngài bớt đi cái cảm, nói chút như vậy, chút thì chút thôi, nhưng mà cái bệnh già thì phải chịu. Và cũng kính chúc đạo tràng luôn luôn tinh tấn bảo cần cái pháp nào tốt nên gìn giữ để bảo vệ. Yeah. Rồi bây giờ thấy đại đăng đại đức có câu kinh 57 theo đại đức Pháp Trang thì đại đức nghĩ như thế nào? Dạ, bây giờ đại đức có thể chia sẻ cùng với đạo tràng để tự nhiên xin xuống mic. Dạ, kính ơn, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Hello, hello. Quý vị có nghe âm thanh tôi rõ không? À, dạ, cảm ơn. Chắc có lẽ là cái đường truyền của sư Pháp Trang đó là nó không có trục trặc đó. Hồi nãy sư lên, sư đọc thì nghe cũng không có rõ đó. Chắc nó trục trặc gì đó. Thôi cũng còn không có bao nhiêu đó. Để con chia sẻ luôn. Chạy ngoài cho ra chạy vô. Tưởng cái âm thanh của mình mắc tại giặt đồ quá. Âm thanh những cái bồn mắt màu màu ủa sao kỳ vậy. Thôi còn bao nhiêu lâu để con chia sẻ luôn. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Trang, các sư và các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng. Thôi để con chia sẻ cái câu này
Dẹp đi không có trả bài nữa, đi vô trễ ngồi luôn đi. Trả bài thi la nữa, giờ này là giờ chia sẻ kia đó, sư thọ hiểu chưa? Ờ đấy, để ngồi tôi chia sẻ một chút thôi để cho sức hà trả bài nha. Ok dạ. Xin cho quý vị có xin cho tín hiệu lần nữa đi để vô nói cho rồi. Ok, cho tín hiệu lần nữa có nghe rõ và liên tục không? Rồi một người có người thôi hả, còn mấy người kia không có nghe rõ không trời? Dạ yeah, hai cô vẫn nghe rồi, thôi để nói cho rồi. Dạ yeah. Trước khi con chia sẻ, con trước hết cũng cảm ơn là sư đã mời mấy người luôn, chỉ có cô tu nữ Trệ Duyên Minh Khẽ. Con xin cảm ơn sư Trị Chí Đức cũng như cô tu nữ Trệ Duyên đã chia sẻ cái bài tích sự của câu kinh Pháp Cú 172 này. Dạ yeah. Trước hết con xin đọc lại cái bài này. Vô chấp bắp bê bắp mắt chít tòa bắp chà sô nắp phá mắt chá tí sô măng lô khăn pháp ba xê tí áp phà múc tô quá trầm đi mà. Ai sống trước buông lung, sao sống không phóng dật, chối sáng dịch đời này như chăn thoát mây che. Ở trong đây cái chữ chính mà Đức Phật muốn nhấn mạnh trong đây tức là cái chữ thoát. Thoát tức là chữ múc tô. Thoát cái gì? Thoát mây che. Khi mà chăn rằm hay là chăn rằm, nhưng mà khi mà có trăng rồi thì ánh sáng nó chiếu rõ chút tăng đen, thì không có phải giống như đêm 30, mùng 1 đêm 30 thì rất là mù mờ mù mịt, không có việc không có ánh trăng. Dĩ nhiên là ban đêm không có ánh mặt trời, thành ra ánh trăng nếu mà trăng tròn thì bầu trời buổi tối rất là sáng, thì nếu mà sáng nhưng mà bị mây che đó thì sẽ thành tối. Khi nào mây nó bay qua khỏi cái chỗ mặt trăng rồi sẽ sáng lại, thì thoát mây che. Mây che ở đây là tức là những cái việc làm bất thiện, những việc làm phóng dật, những việc làm không có được để cái quả thiện, quả an vui, thì đó là mây, mây cho mình đen. Còn khi mà mình thoát mây che giống như trong đây, như ngài trưởng lão đã, trưởng lão Sammacana đã được trưởng lão Vetata, thì đó một Rê Quá Tá là người em út có 7 tuổi của trưởng lão gọi là Sari Phú Tá. Thì ngài lúc ngài khoảng 7 tuổi thì bị ép hôn, nhưng mà ngài đã thoát ra đó. Tại bậc A La Hán cái năm cuối cùng của họ là họ có nhiều chuyện làm rất là khác lạ với người bình thường. Thì ngài đi vô rừng keo, ngài tu tập trong đó khoảng giữa cái mùa hạ là 3 tháng thì ngài đã đắc quả A La Hán rồi. Thành ra trong thời gian này không biết ngài bao nhiêu, nhưng chắc chắn ngài rất trẻ tuổi hơn trưởng lão Sammacana. Thì trưởng lão Sammacana này thì cũng có nhân duyên với ngài Rê Quá Tá. Thì ngài Rê Quá Tá là một vị A La Hán mà tứ đại phân tích, ngài đã nhìn thấy cái phước lành của ngài Sammacana, nên khi mà cái vị trưởng lão này lúc còn phàm tục chưa vô thánh đường thánh nhân, thì ngài có những cái tâm không có tốt. Mặc dầu ngài rất tinh tấn, ngài quét bọn chùa chỗ nào là dơ bẩn, ngài quét sạch hết. Mà chưa vô ngài cũng quét nữa, cho nó sạch hơn. Thì cái sự tinh tấn của ngài rất là giỏi. Thì cái đó là có lẽ ngài làm cái đó để bù đắp vào cái sự tinh tấn ba la mật của ngài để cho đầy đủ. Nhưng mà khi ngài vẫn còn ngài phàm, ngài thấy ngài Sê Quý Tá Rê Quá Tá là một vị sư trẻ mà không có làm cái gì. Thì đó thầy xăng lên, ngài nói cái này không có làm gì chơi, mình sẽ ngồi đó vậy. Ngài có ý tưởng đó, nhưng ngài Rê Quá Tá đã hiểu được cái tâm tư của ngài, mà nó kêu đi tắm đi. Khi mà con người mà đi tắm nó đang nóng được hay cái gì mà mình nóng nảy gì đó, thì mình đi tắm đi, thì trước hết thì thân thể của mình cũng được mát an lạc một chút. Và khi mình đi tắm mình tránh xa một cái vị đó, tránh xa cái sân si mà cái cảnh cái rầm má ná thắt cho vô cái cảnh duyên mà nó xấu á, nó cho mình ý nghĩ xấu về cái một người đối tượng của mình đó, thì mình không còn nghĩ nữa. Lúc đó mình tắm mình thấy khỏe. Nhưng mà thường những người khác thì không nghe lời. Tại sao tôi phải nghe lời cái thằng nhỏ này ha, phải thấy hả? Thì cái cậu nhỏ này thì có chống lại, mà cái vị này do nhân duyên đầy đủ. Ngài xăm má chá má rất lợi tắm. Vị tắm ra thì cái câu xăm quyền duyên của vị xăm má chá má là tính tấn niệm định tệ.
cái ngày không còn xấu xa nữa, nó được thoải mái, cái thân nó an lạc, ngày bình thẳng. Đó là bốn cái ngủ lực ngủ lại trong tầng bậc. Thì đó ngày sau đi, ngày rơi phá tá mới thiết nói mới khuyên ngài rằng không có nên làm những chuyện phóng dật không cần thiết, mà lại làm cái việc cần thiết là phải tu hành để tự giải thoát mình, là cái điều đó cần thiết nhất. Thì ngài mới chắc nghĩa cho đó. Thì trong đây một bài chỉ một cái sự chỉ kể rất tấn tắc, không có chỉ tà la táo lạo như bà Tám với tôi. Thì đại khái là chúng ta trong này phải hiểu cái sự đó là như thế nào. Thì do trí tuệ tương lai A-la-hán thì không phải là từ ngài nhập tâm, ngài hiểu rất rõ ràng tại vì tâm tư cái năm cuối của một vị được đầy ba la mật để sắp sửa chứng đắc thánh quả A-la-hán thì không phải là tầm thường. Thì ngài hiểu rất thông suốt so với những người thường chẳng thường. Thì không bao lâu ngài đắc quả A-la-hán ở một điều đó, thì lúc đó ngài lo làm những chuyện cần thiết một vị A-la-hán. Ủa? Không, để tôi nói cho hết xong rồi trả mời. Cô Quang Thanh không nói vậy. Nếu mà sư chú Đức mà biết cô chặn đấy để Chức Hà trả bài đó hả? Thì sư đó, giờ này là giờ chia sẻ, không phải là giờ trả bài, hiểu không? Với lại cô đang nhắc cái tôi đang chia sẻ là một điều. Cái chú cáo cô đã cắt đi trong khi mình ta chia sẻ pháp như vậy là không có chút đâu nha cô. Thì trở lại thì làm những chuyện là một vị những gia hán đã làm những tâm đã tặng cái những cái ái của ngài đã bỏ từ bỏ hết, thành ra ngài làm cần làm những việc cần làm bây giờ là ngài bị mặn thấy ngài làm những điều cho những phật tử cho những vị khu khác để thấy mà biết cái đó thì ngài làm. Thì đại khái là như còn 5 phút nữa thì đó là cái chữ mút tô, tức là thoát, ngài thoát đi những cái cảnh phóng dật mà làm những điều không cần thiết, cũng như con người chúng sanh thoát đi những sự ngu mê u tối, từ u mê ít đến u mê nhiều, hay gì tùy theo cái tu tập của thì theo cái sự hiểu biết của người Phật tử của người tỳ khu đó. Nếu họ là một bậc thấp thì một vị đạo có vị trí thấp như là sơ đạo, người tinh tấn lên để lên nhị đạo, tam đạo, tứ đạo như vậy. Còn một người bình thường họ có nhiều sự si mê lầm lẫn sai lầm, họ từ bỏ bớt đi những si mê sai lầm đó, như là cái mây có những bài có những cụm mây nó rất là lớn, nó che chân nó mặt trời rất là lâu, có những cái cụm mây nó rất nhỏ, nó che ít và còn sáng một phần nào, thì đó mình thoát ra cái khỏi che u đó, cũng như cái tâm của mình từ dơ bẩn nó trong sạch trong ít thì theo cái khả năng thì sẽ các bạn đã mặc tu tập của mình. Và con nghĩ rằng con chia sẻ như vậy cũng đủ rồi, bài này cũng có gì đặc biệt, con cũng có công chuyện con đi, và khi mà con có sự chia sẻ có gì sai lầm con xin các sư các cô tu nữ và quý Phật tử chỉ giải con. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con kính lạy Chư Tôn Đức Tăng, kính lạy các cô tu nữ và con kính chào đoàn trang. Dạ, còn 3 phút thì thầy con xin đọc. Vô chấp búp bê bá mắt tòa bát trà sô bá nam bá mắt chá tí sô măng sô măng lô căng
ba pha xê tí áp pha mút tô quá tràn đi mà ai sống không, ai sống trước bung lung sao sống không phóng dịch chói sáng được đời này như trăng thoát mây tre. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và còn đọc thêm lần nữa: vô cha búp bề ba mắt chi tòa bách trà sô ná ba mắt cha tí sô măng lô căng ba phà xề tí ấp phà mút tổ quá trà đi măng. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, có hết giờ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Alo, 123, 123. Thì có một chút. Tại vì khi mà Sĩ Kha đọc cái câu này, quý vị nghe xem. Bát cha xuồng nắm bấm mắt cha tí rồi bút hoa xê tí rồi chanh đi mà hả? Cái trường âm đoạn âm Sĩ Hà chú ý ha, có những cái mà chúng ta phải đọc nhanh, có những cái mà chúng ta phải kéo dài, cho nên dùng cái từ trường âm đoạn âm. Còn mà Sĩ Hà đọc cái kiểu này nó ngang với nhau, nghe nó không có lực. Bởi vì Bali đọc chú trọng về trường âm đoạn âm, mà khi mà quý vị đọc trường âm đoạn âm chuẩn thì cái bài kinh đó nó có giá trị, nó lực. Sĩ Hà đọc nắp ba mắt cha tí, chữ mắt với chữ chá tí nó đâu có bằng nhau. Chỗ nào trường âm là trường âm, chỗ nào đoạn âm là đoạn âm. Thì mong Sĩ Hà tới sớm để nắm vững được cái vấn đề trường âm đoạn âm. Chứ cái giọng đọc của Sĩ Hà là thấy hơi ngang nhau hả, đều đều nhau quá. Rồi, con này ý nghĩa là thế nào? Ngài Rewata biết cái vị tỳ kheo Sammacca này, biết tâm của vị này, cái cơ duyên đã đến, nên ngài giáo giới, ngài nhắc nhở, và vị kia lớn tuổi vẫn nghe lời một người trẻ tuổi, chứ không có cái ý nghĩ cái ông này còn trẻ mà làm biếng quá, giờ mà ngồi một đống như vậy không có chịu động tay động chân. Cái tư tưởng của vị tỳ kheo Sammacana cũng tốt, nhưng mà ngài Rewata nói rằng hãy lo quét dọn cái rác ở bên trong cái thân của mình.